Hello quý vị và các bạn thân mến, chào mừng quý vị trở lại kênh của Tony. Sáng thứ Sáu ngày 24 tháng 3 năm 2023. Thứ Sáu máu chảy về tim. Hy vọng ngày nào chúng ta máu cũng chảy về tim quý vị nhé. Thì trong cái phần tin tức buổi sáng ở Mỹ ngày hôm nay, Tony xin phép được chia sẻ và cập nhật những cái thông tin nóng nhất, mới nhất về tình hình của nước Mỹ, về cuộc sống của người dân Mỹ và những cái sự kiện diễn biến nóng bỏng nó đang xảy ra, bao gồm những nội dung sau đây gây cấn quá. Nước Đức đã tuyên bố là sẽ tống chú Boris, nhưng sẽ là một cái lời tuyên chiến với nước Nga. Vì sao? Tại sao? Nội dung thứ hai, sau khi được trả tự do và cái kết đắng lòng cho bố nữ tiếp viên. Nội dung thứ ba, chú ổn thà bị đói, thà bị trừng phạt hàng trăm năm nữa, nhưng chúng ta sẽ tiếp tục cái con đường này. Đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ sau đây, mời quý vị theo dõi. Cũng như thường lệ, nếu thấy thông tin nó hay please bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật, và đừng quên để làm một cái like, viết và chữ bình luận để chia sẻ ý kiến của mình đến với tất cả mọi người. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất, liên quan tới tình hình chiến sự tại Ukraine, cũng như là những cái lệnh truy nã bắt giữ chú Boris, một người quyền lực thứ hai trên cái trái đất này. Gây cấn quá, không biết ai và quốc gia nào sẽ tống chú Boris đây. Thì sau khi mà tòa án quốc tế họ đã điều tra hơn cả 6 tháng trời, cuối cùng thì họ đã tìm được những cái bằng chứng là chú Boris đã phạm tội ác chiến tranh và ngược đãi trẻ em. Cho nên sau khi mà các thành viên trong ICC, tức là tòa án hình sự quốc tế, người ta họp hành với nhau và người ta đã ra một cái quyết định là hai cái lệnh truy nã và lệnh bắt giữ chú Boris, thì tất cả 123 thành viên trên cái trái đất này là trong cái nhóm của ICC, tức là tòa án quốc tế, họ sẽ thi hành cái luật này. Nhưng so far chưa có một cái quốc gia nào mà dám thẳng thừng tuyên bố là sẽ bắt chú Boris, ngoại trừ nước Đức. Thì sau khi mà ông ngoại trưởng Đức ông tuyên bố là chú Boris mà chỉ cần chạm vào cái lãnh thổ của đất nước Đức thì chú Boris sẽ bị Đức tống ngay lập tức. Thì sau khi mà nước Đức tuyên bố ra cái lời cảnh báo này, thì vào ngày hôm qua tại Moscow, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia, ông này tên là Dmitry Medvedev, ông này là cảnh báo Đức như thế này: ok, nếu you mà bắt thủ lĩnh của tôi, lãnh đạo của tôi, tức là du đã chính thức tuyên chiến với nước Nga, vậy thì du biết cái hậu quả nó như thế nào rồi chứ gì. Tức là chúng tôi sẽ không ngoại trừ sử dụng vũ khí hạt nhân để quánh với du đó. Nôm na là như vậy đó quý vị. Thì đây là một cái lời tuyên chiến với Nga. Đó là những gì mà ông ta nói, gây cẩn quá. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ hai, nó liên quan tới Triều Tiên. Bây mình trở ngược lại châu Á quý vị ha. Thì trong suốt thời gian vừa qua, Mỹ, Nam Hàn, Nhật Bản tập trận rầm rộ trong cái quốc gia của người ta, trong cái lãnh thổ, cái không phận của người ta. Nhưng chú ủi, chú nói là làm như vậy chú ăn không ngon, ngủ không yên, làm cho chú bất an. Cho nên chú phải cố gắng để mà sản xuất hạt nhân và phóng ra bên ngoài để phủ đầu dằn mặt Mỹ, Nam Hàn, Nhật Bản. Thì trong suốt mấy ngày qua, trong lúc Mỹ và Nam Hàn tập trận rầm rộ, thì chú ổn cũng đã phóng rầm rộ tên lửa đạn đạo hành trình ra bên ngoài. Nhưng mà may mắn quá, những cái quả tiễn tên lửa đó nó không có rơi vào những cái nơi mà Mỹ và Nam Hàn đang tập trận. Tại vì nếu rơi vào thì coi như đã xảy ra cuộc chiến tranh hạt nhân rồi. Rồi đây thì Mỹ đã điều động B-1B, B-52 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân rầm rộ đến Nam Hàn để răn đe chú ổn. Thì vào ngày hôm qua, chú ổn tuyên bố như thế này là Triều Tiên, đất nước của chúng ta, thà chịu đói cả trăm năm nữa, thà chịu lạc hậu cả thế kỷ nữa, thà bị trừng phạt 1-2 thế kỷ nữa cũng không sao. Chú nhất quyết là sẽ không từ bỏ cái hạt, chú nhất quyết là phải sản xuất hạt, và chú nhất quyết là phải ôm cái hạt để mà phòng thủ. Tức là nôm na như thế này, cả cái thế giới này người ta khuyên chú là thôi mày lo chén cơm manh áo đi, mày đừng có lo trò chơi nữa, mày đừng có lo cái hạt nữa, mày bỏ cái hạt đi thì tụi tao sẽ cho mày đồ ăn thức uống giàu có tiền bạc đô la. nhưng chú này chú nói no, chú thà chịu đói cả một thế kỷ nữa, nhưng mà không biết chú sống đến bao lâu, nhưng chú không khe, chẳng thà chú để cho đất nước chú nghèo đói cả thế kỷ nữa, nhưng mà chú vẫn tiếp tục cái con đường sản xuất cái hạt, quý vị nha, gây cẩn lắm. Ông này chẳng thà ông ôm hạt chứ ông không muốn ôm đô la. Đó, bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung kế tiếp, nó liên quan tới trái cộng đồng mạng Việt Nam trong mấy ngày vừa qua. Đây, đó là 4 nữ tiếp viên hàng không Việt Nam Airlines. Thì sau khi mà cơ quan điều tra công an của Sài Gòn, người ta ra một cái quyết định là người ta chưa có cơ sở, người ta chưa có đủ điều kiện để mà bắt tội 4 nữ tiếp viên này, cho nên họ phải bắt buộc trả tự do cho 4 nữ tiếp viên này. Thì sau khi mà cái quyết định này được đưa ra thì rầm rộ dư luận ở nước Việt Nam, có bên thì ủng hộ, có bên thì người ta bất bình, nói nôm na thì có rất là nhiều cái ý kiến trái chiều với nhau, rầm rộ trái cộng đồng mạng trong 24 tiếng đồng hồ vừa qua. Rồi đây, nhưng cuối cùng thì 4 nữ tiếp viên này cũng nhận một cái kết đắng lòng. Vào ngày hôm qua, theo lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, cái vụ việc mà xảy ra với 4 tiếp viên hàng không đó là cho thấy có cái lỗ hổng trong cái khâu thực thi của những cái doanh nghiệp airline ở nước Việt Nam. Cho nên lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam quyết định đối với 4 tiếp viên trên 2 chấm xuống hàng. Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết các tiếp viên này sẽ bị xử lý theo cái thông tư 46/2013 của Bộ Giao thông Vận tải về kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không. Tức là 4 tiếp viên hàng không này sẽ không được làm việc cái công việc này nữa bất cứ một cái airline nào ở đất nước Việt Nam. Tức là mình gọi nôm na như thế này là 4 tiếp viên hàng không này sẽ không bao giờ được làm cái công việc này nữa. Doesn't matter là 4 tiếp viên này có đi apply hãng airline nào hay airline là, nói nôm na là bên trong đất nước Việt Nam là không ai dám nhận 4 nữ tiếp viên này nữa. Đó là những gì mà lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam vừa ra quyết định ngày hôm qua. Tức là theo như dư luận là ô, 4 người này không bị gì hết, sao kỳ vậy, nhưng rốt cuộc thì 4 người này cũng bị là cấm vĩnh viễn không được làm cái nghề này nữa đó quý vị nha. Rồi sau giờ phút nhanh gọi là buổi sáng ngày thứ 6, tôi này cập nhật và chia sẻ những cái thông tin liên quan tới tình hình chiến sự tại Ukraine, tình hình của bán đảo Triều Tiên và tình hình của 4 nữ tiếp viên ở Việt Nam. Thì tôi này cảm ơn quý vị rất nhiều đã bỏ ra thời gian quý báu trong cuộc sống để xem cái video này. Nếu thấy thông tin nó hay, nó hữu ích, please bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau xem. Và đừng quên để làm một cái like, viết và chữa bình luận để chia sẻ ý kiến của mình đến với tất cả mọi người. Bên cạnh đó thì tôi này xin thông báo, tại vì có rất là nhiều bà con cô chú bác trong cái channel thứ nhất của Tony Lê không biết là Tony Lê có cái channel thứ hai. Chút xíu nữa Tony Lê sẽ để cái đường link của channel thứ hai bên dưới cái phần bình luận. Channel thứ hai chia sẻ về cuộc sống người Việt tại thành phố Houston, công ăn, việc làm, đầu tư, make money, lose money, vân vân và vân vân, cũng như những cái kinh nghiệm của bản thân mình làm ăn, đầu tư ở trên cái đất nước Mỹ này, chia sẻ lại với quý vị xem cho vui, xem để biết, xem để giải trí. Nếu quý vị nào hứng thú với những cái chủ đề đó thì một chút xíu nữa click vào cái đường link bên dưới cái phần bình luận để ủng hộ tinh thần channel thứ hai cho Tony Lê nha. Và cũng đừng quên bấm luôn cái nút đăng ký của channel thứ hai để Tony có động lực và tinh thần làm ra nhiều cái video mới nữa để chia sẻ với tất cả mọi người. Have a good day. Thank you.